mày cũng thưa. Sao mặt mày xị ra nhìn như con chó con như kia? Hả? Thế làm sao? Hay như nào? Thế mày làm sao? Mày kể anh nghe nào, làm sao như nào? Như nào? Thất tình. Nhưng mày thất tình. Thế mày yêu thằng nào nó bỏ? Chắc mày xấu quá thì. Cái gì? Nhìn mày banh banh đá nhìn như con lợn thế kia. Mày điên à? Cút đi, đi ra ngoài đi. Đại buổi cứ vào. Ồ, tao cho mày tiền đi chơi này. Hả? Thật. Ừ. Sao cười tươi thế? Nhưng mà tao cho mày tiền nhá. Mày đi ra. Đấy, tao cho mày tiền đi chơi trai. Mày thất tình đúng không? Mày tìm thằng nào cơ con trai to nhất cho tao. Chơi trai á? Ừ, tao cho mày tiền đi chơi trai. Bây giờ mày tìm cho tiền đi chơi đi. Đúng đi chơi rồi thôi. Đấy, mày tìm con trai to nhất. Đấy, nhớ là đi ra ngoài rồi mới được. Mới được ở nhá. Cho tiền đấy. Này, sao nhanh nhé. Từ đây đưa đây nào. Xin chưa? Không chẳng lẽ. Ờ. Thế xin chưa? Xin. Cái nhỉ, này cho tiền chơi cơ. Anh mình này chứng đúng trời thời tiết lạnh. Anh mày là tốt nhất rồi đấy. Thề luôn mày, không có cái thằng anh trai là tốt như tao đâu. Mặc gì đi rồi nhỉ? Mày mặc cái gì? Ôi giời, mặc thế ngon rồi. Mày biết giờ nhìn nhỉ? Con gái nữa kìa. Này trai bỏ là phải rồi. Thôi cầm tiền đi chơi thì chơi vừa vừa nhanh về sớm nhá. Nhá, về sớm mẹ mắng cho đấy. Ừ. Lấy tạm áo khoác đi thương mạnh. Mà chọn cái thằng nào mua ba con sâu vào nhá, không bị bệnh nhá. Chơi. Thì đi chơi trai. Có tiền là mình đi chơi thôi. Cần dạ. Mày gấp chân nào. Đi sớm nha, về sớm nha. Em chỉ đi chơi thôi. Không chơi trai đâu, đi chơi thôi. Mày muốn chơi thì mày chơi. Ui. Có tiền thì giải sầu. Thôi, đắt đâu ra. Thôi ta đi chơi đấy. Không thèm. Ta đi chơi. Cút đi.